Hẳn bạn nhận ra chàng trai luôn thường trực nụ cười trên môi này, ca sĩ nhạc rock Phạm Anh Khoa. Tuy nhiên, ít người biết anh còn là tiền đạo số 1 của đội bóng nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. Trước giờ sung trận, anh Khoa rất tự tin khi đội bóng trong trang phục màu xanh đọt chuối của anh có cặp trung vệ sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao đến 1m85, người mẫu Phước Vĩnh và người mẫu Trần Quý. Đặc biệt hôm nay, đội bóng của họ lại được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng tên tuổi trên sân khấu Miss Chan, ca sĩ Phương Thành. Nhưng đồng đội của họ, ca nhạc sĩ Hoàng Bách không khỏi lo lắng. Từ khi nhận được lời mời của đội tuyển, của ban huấn luyện đội tuyển U23 thì thực sự là háo hức, rất háo hức và gần như là không ngủ được trong những cái đêm cuối cùng mà trước khi trận đấu diễn ra. Còn đây, đối thủ của các nghệ sĩ tuyển U23 Việt Nam. Hôm nay, đội bóng của bà bầu Phương Thanh đối đầu cùng đoàn quân của huấn luyện viên Franco Guez. Lâu lắm rồi ở một trận giao hữu trong nước, khán đài A sân vận động Thống Nhất mới tái lập hình ảnh thế này. Không hề khinh suất đối thủ, vị huấn luyện viên người Đức tung ra đội hình mạnh nhất. Những Trọng Hoàng, Thành Lương, Thanh Trung, Huỳnh Phú, Văn Thắng đều có mặt trong đội hình xuất phát, đối đầu cùng các ca sĩ Anh Khoa, Hoàng Bách, như mẫu Phước Vĩnh, Trần Quý và đội trưởng nhạc sĩ Trung Kiên. Tất nhiên trước đội quân xanh đọt chuối, trận đấu như một buổi tập nhẹ nhàng của tuyển U23. Nhưng 90 phút tranh tài vẫn đầy cảm xúc, 8 bàn thắng, bóng chỉ quanh quẩn trong vòng cấm địa của các nghệ sĩ. Không ai bị bắt việt vị, thay người vô tư và chỉ 3 lần bóng lao hết đường biên ngang. 10 phút cuối khi ông Guez yêu cầu học trò mở rộng cửa khung thành mặc sức cho đối thủ nghệ sĩ bắn phá, thì cô Chanh cũng xỏ giày xung trận. Có điều thủ thành Lâm Ấn Độ của tuyển U23 Việt Nam vẫn rất lạnh lùng. Tan trận, xem ra người thua còn hả hê hơn cả người thắng trận. Đội Phương Thanh thì có một cái chiến thuật là hôm nay tất cả các bạn đều vào sân hết và ai cũng được chạm bóng, có thể là 5 phút cũng được. Đó là một cái hạnh phúc của những vận động viên trong đội. Chỉ có thể nói là họ rất là vinh dự được tham gia một trận đấu. Mình chỉ xứng đáng làm quân xanh, còn chưa xứng đáng làm quân xanh cho đội U23 tập, nhưng mà mình rất là vui vì mình cảm giác được rằng là không khí bóng đá thật sự nó đúng nghĩa như thế nào. Khán giả thì cũng sướng không kém. Nói chung là cái này vui là chính. Quá là trận cầu đặc biệt và nhiều cảm xúc. Xin cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người đối với chúng tôi. Hãy đoàn kết và vững niềm tin chiến thắng. Cả nước sau lưng các anh. Mình cũng có một lời chúc đối với lại đội tuyển Việt Nam là sẽ giành được cái vị trí cao nhất trong cái SEA Games này. Mong là cái trận đấu này cũng như là một cái lời chúc, một cái hoạt động giao lưu giữa những người làm văn nghệ và những người làm thể thao để cho những anh em tuyển thủ U23 thấy là luôn luôn là có những cái đôi mắt, có những đôi chân hướng theo các bạn, có những trái tim hướng theo các bạn và mong các bạn sẽ giành kết quả tốt nhất tại SEA Games lần này. Hãy là chính mình và hết sức thoải mái trong bất kỳ một trận đấu dù đối thủ là bất kỳ ai. Chỉ là trận giao hữu nhưng ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều. Nó giúp cho các tuyển thủ U23 có những giây phút thư giãn, vui vẻ và giao lưu ấm áp với các nghệ sĩ và người hâm mộ. Một lần nữa, bóng đá Việt Nam lại bắt đầu cuộc săn vàng SEA Games. 52 năm, một giấc mơ đã ủ quá dài.